máy hút bụi 7 lít và máy hút bụi 17 củ thì khác nhau như thế nào? Máy 7 lít thì chỉ có hút bụi và lông thôi. Máy 17 củ hút xong là có cả lau nhà luôn. Quả trứng vỡ ư cũng được hút dễ dàng. Máy hút bụi thường này thì nhỏ nhẹ, dễ mang vác. Máy 17 củ thì nặng nhưng mà có cả bánh xe trợ lực nên đẩy nhẹ nhàng. Máy hút bụi thường này có thể thay thế đầu hút để hút cả sofa nữa. Còn máy 17 củ thì chịu luôn. Cuối cùng, máy hút bụi 7 lít thì có dây loăng ngoằng. Còn máy 17 củ thì không có dây, thì lại thoải mái. Dùng xong để vào đấy lại tự sạc.